Xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video đầu tiên của mình trong năm 2024. Và để mở đầu thì mình muốn gửi đến một cái lời chúc đến tất cả các anh em đang xem cái video này một năm mới sức khỏe dồi dào, gặp được nhiều may mắn và cái điều quan trọng nhất đó là mọi người sẽ tìm được càng nhiều mùi hương hợp với ý thích của mình thì càng tốt. Đó, đấy là những cái lời đầu tiên mình muốn gửi đến các anh em. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay của một cái video đầu tiên của năm 2024 này, mình nghĩ rằng sẽ không có gì thú vị hơn đó là chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những chai nước hoa sẽ tới đây sẽ được ra mắt. Những cái chai nước hoa mà các anh em sẽ cảm thấy rất là quen thuộc, tuy nhiên đó là những cái phiên bản flanker khác, ví dụ như là Yves Saint Laurent White hoặc là Bulgari Man đó, và một số những chai khác. Thì chúng ta hãy cùng cập nhật nhanh xem nó có những cái gì để cho chúng ta có thể cùng chào đón. Đấy, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay, những chai nước hoa tới đây sẽ được ra mắt trong cái năm này đó. Và chắc chắn rồi, anh em hãy ngồi thư giãn đó, nếu có miếng bánh chưng nào thì lấy ra và anh em mình sẽ let's go. Và chai nước hoa đầu tiên mà chúng ta cùng nói đến ở đây đó là một sản phẩm có thể gọi là mới nhất của nhà YSL, đó là chai nước hoa YADC. Có thể nói rằng sau khi mà Dior ra mắt phiên bản Sauvage Elysée thì rất là nhiều nhà nước hoa cũng đang có vẻ như đang mê mệt cái từ Elysée này. Ví dụ như năm ngoái Jean Paul Gaultier cũng có chai Elysée đó. Thì bây giờ nhà YSL cũng nối gót và với phiên bản flanker mới nhất đó là Y Elysée. Để nói qua một chút về mùi hương của dòng sản phẩm YSL Y này thì từ trước đến giờ mình vẫn luôn nói rằng đây là một mùi hương là rất thích hợp cho các anh em tuổi teen đó, các anh em mà tuổi mới lớn ấy, mà chúng ta cần một cái mùi hương mà đa dụng, dễ dùng, định mũi thì YSL Y và đặc biệt là phiên bản EDP luôn luôn là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp. Tuy nhiên thì có vẻ như là đến cái phiên bản Y Elysée này thì nhà YSL có vẻ như là mình không rõ là về mùi hoặc là về nốt như thế nào, nhưng mà với một cái giá bán khá là chát, 180 đô cho một chai nước hoa thì thực sự là hơi bị choáng. Với những sử dụng các nốt ví dụ như là oải hương, oud, trầm và Frankenstein, nó là một dạng kiểu mùi hương của nhựa, thì mình không biết rằng là nó chất lượng mùi hương nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên với một cái giá bán khá là cao, nếu không muốn nói rất là cao, thì chúng ta đều chờ xem là mùi hương của nó sẽ như thế nào, nó có gì mới mẻ hơn so với YSLY EDP hoặc là phiên bản Perform hoặc một phiên bản flanker khác mình không nhớ tên. Tuy nhiên chúng ta cùng chờ xem là có gì thay đổi hoặc là có một cái gì đó để hứa hẹn không với phiên bản YSLY Elysée này đó. Chai nước hoa đầu tiên, một sản phẩm của nhà YSL. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và chai nước hoa có tên đó là Acqua di Gio Profondo Perfume. Để nói qua một chút về cái dòng nước hoa Acqua di Gio này thì từ trước đến giờ ngoại trừ phiên bản Outlet Toilette thì chúng ta đều đã biết rồi, rất là nổi tiếng rồi, thì mình vẫn luôn luôn đánh giá cao nhất sau phiên bản gốc đó là phiên bản flanker Acqua di Gio Profumo. Còn lại về ví dụ như Absolue Profondo thì nói thật là mình cũng thấy nó vậy đó. Và cho đến bây giờ cái phiên bản Acqua di Gio Profondo Perfume này thì với những cái nốt mùi đó là hôn nước biển thì chắc chắn là có rồi, và cái dry down, cái base note của nó cũng có hoắc hương và một chút nhựa đó, thì mình cũng thấy khá là tò mò. Bởi vì nếu như các anh em để ý một chút thì ở cái phiên bản Acqua di Gio Profumo, một cái phiên bản mà rất là nhiều các anh em chuộng, cũng sử dụng hương nước biển, hoắc hương và nhang để tạo nên một cái tông mùi rất là có thể gọi là vừa dễ dùng, hiệu năng tốt. Đó, thì ở đây mình muốn nói rằng mình cũng khá là tò mò, mình muốn biết xem ở phiên bản Profondo Perfume này có cái gì hứa hẹn hơn không. Bởi vì mấy phiên bản vừa rồi mình thấy mùi nó nhẹ quá, nó gọi là nó không có nhiều cái điểm nhấn vậy. Tuy nhiên ở phiên bản này thì mình hy vọng rằng nếu khi mà người ta sử dụng nốt hương nước biển cộng thêm cái
vị hoắc hương và một chút nhựa thì biết đâu nó sẽ có một chút cái gọi là cái hiệu năng giống như của Acqua di Gio Profumo. Thì thực sự đấy rất là tốt, bởi vì mọi người đã biết bây giờ cái phiên bản này đã bị ngưng sản xuất rồi đó, rất khó để có thể tìm lại được. Thì biết đâu đấy ở cái phiên bản flanker mới này thì chúng ta sẽ có thể phần nào đấy tìm được cái hiệu năng mùi giống như hiệu năng mùi này, và độ thơm của mùi giống như phiên bản Profumo đó. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem Profondo Perfume này nó sẽ như thế nào. Ok, và chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Bulgari, nó có tên là Many Black Perfume. Nếu như quay trở lại với cái thời điểm 2015 thì nhà nước hoa này đã tung ra cái chai nước hoa Bulgari Many Black với cái tông mùi chủ đạo của nó, đó là rượu cay nồng, và mọi người đều so sánh nó với một chai nước hoa khác khá là nổi tiếng của nhà Victor & Robert, đó là Spice Bomb phiên bản EDT. Thì ở phiên bản này thì chúng ta có thể thấy rằng là nhà nước hoa này đã thay đổi khá nhiều về nốt mùi hương. Họ sử dụng ví dụ như là tuberose này, spice, cái tông mùi gỗ, có nhựa này, platinum và nốt tông cay nồng. Đó thì chúng ta có thể thấy rằng mình cảm giác rằng cái tông mùi này, phiên bản này nó dày hơn, tối hơn và có vẻ già dặn hơn, ít nhất mình cảm nhận như thế. Thực ra thì trước khi bị ngừng sản xuất thì cái phiên bản đầu tiên Bulgari Man in Black cũng mình thấy là cũng khá là nhiều các anh em đánh giá cao. Có thể nó không phải là xuất sắc nhưng nó cũng không phải là tệ. Thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở cái phiên bản Bulgari Man in Black Perfume này thì nó sẽ như thế nào, liệu nó có tốt hơn không, nó có xuất sắc hơn không, hay là cái gì đó chẳng hạn đó. Thì mình thấy rằng đây cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta nên cùng chờ xem nó sẽ như thế nào đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em ba chai nước hoa mà sẽ được ra mắt trong năm 2024 này, đó là YSLY LEC, Acqua di Gio Profumo Perfume và Bulgari Man in Black Perfume. Anh em hãy cùng chờ xem mùi hương liệu có gì thay đổi hay không, có xuất sắc hay không, hay là như thế nào đó. Đó, chúng ta đáng để chúng ta để chờ đón. Ok, video của mình đến đây hết. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều những video tiếp theo. Còn bây giờ anh em mình, bye bye, hẹn gặp lại mọi người.